chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 7 tháng 11 năm 2019 của Đài Truyền thanh Huyện Định Quán. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án 939 về hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ tại Định Quán đã đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, vận động, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của hội viên phụ nữ, giúp chị em tự tin nhận thức và phát huy khả năng cơ hội, thế mạnh và vai trò làm chủ của mình, phát huy nội lực, ý chí vươn lên, giúp nhau vượt khó giảm nghèo, học nghề lập nghiệp, khởi nghiệp. Đồng thời tiếp tục duy trì và nhân rộng những mô hình hay, sáng tạo trong khởi nghiệp, làm kinh tế giỏi. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên đề Hội Liên hiệp Phụ nữ Huyện Định Quán hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tự tin khởi nghiệp. Sau đây là nội dung chi tiết. Anh ba nè, dạo này làm ăn dữ dội vậy mà sao mặt mày rầu rĩ dữ vậy anh ba? Tại anh chưa có tìm được chiếc xe nào vừa phù hợp với túi tiền lại vừa sang trọng tiện nghi, thích hợp với mấy chuyến đi xa vậy à? Trời, tưởng chuyện gì, để bảy nói cho mà nghe. Hyundai Ngọc Phát đang có chương trình chào mừng hành trình 10 năm đồng hành cùng Hyundai, nên khuyến mãi cực hấp dẫn luôn anh. Tổng giá trị khuyến mãi lên đến 60 triệu đồng. Khi mua xe Hyundai Santa Fe hoặc Tucson, tặng ngay iPhone 11 Pro Max và một gói phụ kiện cao cấp, mà còn nhận được xe ngay nữa chứ. Gia đình em cũng vừa mới lấy một chiếc Santa Fe đó anh. Wow, thật vậy luôn hả bảy? Dạ. Nghe hấp dẫn như vậy ta. Dạ. Đâu, chú cho anh số hotline của Hyundai Ngọc Phát luôn đi. Dạ, đây, anh cứ gọi hotline 0908 972299. Nhân viên tư vấn nhiệt tình lắm nha anh. Mà anh nhớ là thời gian khuyến mãi chỉ kéo dài trong tháng này thôi nha anh ba. Anh gọi liền 0908 972299 đúng không? Dạ. Mua xe Hyundai Santa Fe hoặc Tucson tặng ngay iPhone 11 Pro Max và gói phụ kiện cao cấp. Dạ. Cảm ơn bảy nha. Để biết thêm thông tin chi tiết, có thể truy cập website hyundaingocphat.com. Hyundai Ngọc Phát, sự tận tâm nuôi dưỡng mối quan hệ bền vững. Radio AD, thông điệp từ âm thanh. Hotline 0989 612 668.